chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì ngày nghỉ, ngày chủ nhật thì em ở nhà sáng sớm chuẩn bị đồ ăn sáng đó, và mời tất cả mọi người cùng ăn ha. Thì hồi nãy sáng thức sớm quá cái lo cái này xạo này mà quên đặt máy quay cho mọi người coi cái công thức. Thì bây giờ sẵn đây em nói với mọi người luôn là cái công thức như thế nào ha. Thì, cái này là sausage nè, mọi người thấy được trước em ăn cái cây sausage mà nó dài mà nó cong thành chữ U đó là cái cây sausage đó đó. Rồi sau mà em cắt một ít cà rốt với một ít củ cải, củ hành tây á. Rồi bắt đầu cái em bỏ bơ lên cái em xào bơ xong cái em bỏ mấy cái rau củ này vô em xào cho nó thơm lên, bắt đầu em bỏ sausage lên xào cho nó thấm. Rồi cái nó chín cái phần xáo xịt cho nó nóng lên đó mọi người. Xong rồi bắt đầu cái mới xịt một miếng là lá quế khô mọi người. Lá quế khô xịt lên. Rồi một ít muối nữa là vậy là xong rồi đó mọi người. Nè con. Bánh mì. Đấy, con nói cái gì? Ủa? Hả? Không à? Đó. Đó, ừ rồi. Ừ, uống trước đi. Ủa? Hư đổ hả? Ok rồi, hư đổ nè. Nè, chụp thumbnail với mẹ nè, chụp thumbnail với mẹ nè. Nè nè, mời cô chú. Nhiều chuyện nè, tụi con nè. Đó, chấm đi. Bởi gì? Đó, rồi, chấm vô. Chấm đúng rồi, rồi nè con chấm ở đây nè. Rồi kê vô hả? Rồi con kê vô này, rồi được rồi, để xuống rồi. Quá trời giỏi luôn. Ngon quá, ngon mâm mấy con. Anh có ăn dưa leo không? Đến dưa leo rồi ăn. Nè, mẹ ăn cà hả? Rồi rồi, cà, rồi con ăn đi, chấm đi. Cái này bự quá. Ngon ha, trời ơi, ngon quá. Nè, mời mọi người nha, mời mọi người miếng nha. Nè, con cầm này đi. Rồi, đưa mẹ. Rồi, mời mọi người miếng nha, mời mọi người miếng đi. Ăn chưa kịp nuốt nữa, nhai từ từ thôi con. Đúng rồi, nè, mời em, một, hai, ba. Nè, mời cô chú nè, mời cô chú. Nè, mời cô chú nè. Chấm thích chưa? Chà, con cẩm này nó cọp mà. Đó, đúng rồi. Chấm đi đây. Cụm miếng này. Cầm ly lên. Cụm, vô. Ai trước? Cà phê. Cà phê. Nước ép. Thấy cái này để mấy em này cũng lâu rồi. Sợ nó hư. Nó.
Cắm thôi con. Miếng cái miếng. Không à. Mình cắm miếng này. Nè, 1, 2, 3. Nè, chả nè. Ấm rồi, ấm rồi. Dạ. À, chùm mũi hả? Chùm mũi kìa. Rồi, rồi, giỏi quá. Được chuyện không? Bánh mì. Bánh mì. Xúc xích. Xúc xích. Xúc xích. Xúc xích. Xúc xích. Mẹ làm. Xúc xích. Xúc xích mẹ làm. Xúc xích. Cà rốt. Cà rốt chấm cái nĩa này nó không vô. Cực nhất. Còn cứng nhất. Còn cứng ngắc. Ba khỏi ăn. Ok. Ba khỏi ăn. Cắt. Bánh mì nè con. Ngon quá. Cái gì vậy? Đưa cái cây Game Boy cho ăn. Rồi xích vô để té đó. Càng ngồi càng thuộc. Cô uống trước đi. Nè. Đó, uống trước. Ủa? Ủa? Đổ hả? Dựng em lên. Bữa nay bên đây đầu đổ sang thu rồi bà. Lạnh. Nhưng mà ở trong nhà thì vẫn còn ấm. Cũng là máy lạnh mà. Cho nên lo mấy đồ mà là mặc không còn được. Ở một tuần hoặc là 3-4 ngày nữa là hết mặt đồ mỏng rồi. Bây giờ bước vào đường nó chùm các bạn. Mà ốc hết. Mùa thu mấy tháng hả? Tháng không? Chắc é. Gì cũng bà thấy. Chắc é. Chắc é hả? Ờ. Bóng đèn. Bóng đèn lát. Bóng đèn lát. Cà gói này bỏ vô. Vô bên sau ngoài này xào. Nó chưa chín. Nó mới chín nè. Áp áp mà. Nó còn giòn quá. Cái này phải bỏ vô xào trước. Thiệt là lâu. Ôi ghê. Rồi uống đi, hay đi uống đi. Cái mài. Đâu có trong đây nè. Có cái bóng đèn, anh tưởng camera. Đó, thì nó mời đó. Mời ha con, rồi uống nè. Đó, còn hỏi đâu đó. Mọi người thấy anh Handy tác nghiệp không mọi người? Rồi con mời đi. Chấm. Rồi mời đi nè, rồi chấm đi. Chấm mời cô chú ơi. Lên
nữa không? Nửa miếng không? Ăn hết. Hình như nãy anh ăn có 4 miếng hả? 3 miếng, 4 miếng nữa. Ý à? Hình như cái máy này cũng hết pin hay sao á? Hết pin nè. Để lâu quá không sạc, hết pin. Rồi, mở đèn lên đó. Ấy. Đèn, bóng đèn. Ấy. Ừ. Ấy. Bóng đèn. Cái gì? Chút ớt. Nè hả? Nè, con cầm đi nè, nó không dơ tay. Wow. Oh wow. Ngon quá. Hai mày nha. Đếm vô. Đếm vô, ăn cái gì mà. Ăn gì kia cục đi. Liếm. Bữa trước nhớ nướng lại nó mềm lắm. Nó gầu quá. Té nó con. Rồi xuống té. Té bay đầu. Nó cứ ngắt luôn á. Cái này ni lông cái gì mà ni lông giả hay ni lông để bỏ này như Việt Nam mình làm bằng ruột. Nó ni lông làm bằng ruột không? Dèo quá. Chút ít. Nếu vậy ăn cái này cũng ngồi gỡ cái này ra. Không gỡ đâu. Vậy nhá. Nó làm ăn luôn rồi. Nè nè. Nhai dính nó cái. Nhai qua nhai lại nó còn nguyên. Tư chết. 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 Đúng rồi, tư chết. Không có đụng cái tay vô. Dơ, đưa tay đây. Ui, đụng vô xong rồi chét. Gớm quá. Ủa? Gớm. Chút chít. Nãy gì? Chút chít. Đụng rồi, có nãy gì? Bánh mì. Ấy. Ừ. Chút chít. Rồi được rồi, không có đụng vô nữa. Yêu. Đó. Mọi người coi đó, đụng vô xong chát lên áo, gớm không? Ừ. Ăn muốn sắn cái này.
Rồi ôm đi. Nhiều chuyện. Không ăn thì thôi. Rồi đó. Không ăn mà chấm mút rồi xong rồi bắt đầu chê. Văng ra ngoài dĩa là mẹ quýnh đó. Rồi đó. Phát, tới giờ phát rồi đó mọi người ơi. Tới giờ em phát rồi đó. Em phát lương á, phát lương thực á. Xúc xích đó. Ừ. Xúc xích. Ờ xúc xích. Ở bên đây cái người Mỹ họ thích ăn cái hành tây ha. Chợ thường thấy bán hành tây nhiều. Mà hầu như món Mỹ nào á cũng thấy có hành tây đó chứ. Ừ, không có phá nữa. Để xuống. Đấy. Hư. Mẹ con nướng như khúc củi vậy con. Cụm nè, vô nè. Vô. Vô. Đổ. Rồi để xuống, đúng rồi. Đó. Ngon ăn chưa? No chưa? Có. No chưa? Rồi, bây giờ ba cô chú nè, ba cô chú tắt máy nè. Lên đi, nè, dòm nè. Úp mặt xuống rồi. Kìa, ai vậy? Cô chú kìa. Rồi, hai mẹ con em đã xong buổi sáng mọi người ơi. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.